thưa quý vị, đây là, nếu mà quý vị nào có Facebook của Trọng Hải, quý vị cũng biết chị Phương Hồng Thủy là một người chị mà gọi là coi như là chị ruột, chỉ có cái là khác cái bụng mẹ sinh ra thôi, kính thưa quý vị. Dạ, chị ruột đó. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.